Chào quý vị, xin chào anh em. Mình Outdoor Đông mời quý vị và các bạn theo dõi một mẫu ly đến từ thương hiệu Pioneer. Mẫu ly này cửa hàng cũng hay bán và có rất nhiều clip test trên mạng. Hôm nay có một sản phẩm mới về, cửa hàng lại mời anh em cùng theo dõi. Sản phẩm này có mã là A570, một trong những con âm ly khỏe anh em nhé. Âm ly cổ thuộc dạng khỏe bởi vì nó chạy sò 2 vít. Những con âm ly nào khỏe thì cửa hàng sẽ nói luôn với anh em là khỏe. Khi nó đã khỏe thì em cũng có thể ghép vang để hát karaoke với những đôi chính hãng và có thể nghe đa thể loại nhạc, chẳng hạn như cái thể loại nhạc các bác đang theo dõi đây, đó là nhạc bát mạnh, nhạc liên khúc. 4 triệu đồng, thiết kế đầy đủ các tính năng, đó là AB, bát chép, lao lớt và các đường vào tín hiệu âm thanh bên này. Căng lắm. Trước là vàng nhẹ, có chỉnh bát chép AB cầu loa, công suất 190W, hàng bãi zin luôn, góc cạnh đẹp, mặt tiền đẹp anh em nhé. Anh em gần có thể qua xem trực tiếp, còn ở xa đặt cọc cửa hàng sẽ gói gửi cho anh em. Giá báo tại cửa hàng tiền ship thì nó sẽ tầm khoảng 100 hoặc hơn một chút xíu thôi. Mặt bên sò 2 vít một nguồn, 2 tụ lọc. Có nhiều con âm ly, giả sử nhiều con âm ly cổ khác thì nó cũng tầm giá này. Như anh em thì cửa hàng cũng chỉ tư vấn cho các bác là dùng để nghe nhạc. Nhưng với con này nó là thuộc dạng khỏe nên cửa hàng tư vấn cả là có thể ghép vang cũng như là chơi đa thì loại nhạc đa di năng. 7128 là số series, 570, 190W, âm ly 2 kênh hơn 100W, 150W trở lên là khỏe lắm anh em nhé. Trở kháng của loa từ 416. Con này cũng được nhiều khách mua về để ghép với loa S90. Còn những dòng loa bass 30, 35 của Onkyo, Diatone, anh em chơi khỏi nghĩ đi, nó đánh được hết và đánh hay. Đã là Pioneer lại khỏe, vừa khỏe vừa hay. Mời anh em nghe một đoạn nhạc lửa. Hãy